hai em sao, có im im giấu luôn không hay là hai em sẽ kiện nhau? Em sẽ kêu là thôi xin lỗi bạn giấu đi. Thôi xin lỗi bạn giấu đi. Nếu như em là Hà và em có về nói với bố mẹ không thì chắc chắn lại phạch nó phải nói. Chắc chắn lại phạch nó phải nói. Ở đây á, hình phạt thì nó ghi rõ ràng nè. Đây là cái tội cố ý gây thương tích, nó nằm ở khoản 1, khởi tố theo yêu cầu bị hại. Nếu bị hại mà rút đơn tố cáo thì có nghĩa phải đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra, xử phạt hành chính và tù treo bạn anh trai. Phạt hành chính mà còn tù treo, treo là treo và chính là chính. Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với chương trình Diễn đàn Luật 360 độ. Chương trình Diễn đàn Luật 360 độ ngày hôm nay sẽ mang đến một chủ đề vô cùng nhức nhối và gần như là một cái điều hoang mang và trăn trở của rất nhiều phụ huynh ngoài kia. Đó chính là chủ đề về bạo lực học đường. Và đầu tiên Thảo xin phép được giới thiệu với khán giả khách mời và luật sư của chúng ta ngày hôm nay. Ở bên tay phải của Thảo đó chính là anh luật sư Khoa Nam. Em chào anh Khoa Nam. Xin kính chào quý vị khán giả, tôi là luật sư Đặng Khoa Nam. Luật sư Đặng Khoa Nam, thành viên đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, công tác tại văn phòng luật sư Artemis. Trình độ chuyên môn, tốt nghiệp trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, được Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư vào năm 2010. Lĩnh vực hoạt động, gần 15 năm kinh nghiệm giải quyết các vấn đề tranh chấp về đất đai, di chúc, thừa kế, hôn nhân gia đình. Và bên tay trái của Thảo là luật sư Nguyễn Trung Hiếu. Chào luật sư Hiếu ạ. Xin chào quý vị khán giả. Tôi là luật sư Nguyễn Trung Hiếu. Luật sư Nguyễn Trung Hiếu, thành viên đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc điều hành công ty luật Trần Thiện Mỹ. Trình độ chuyên môn, tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Lĩnh vực hoạt động, với hơn 15 năm kinh nghiệm hành nghề, thế mạnh của luật sư Hiếu được thể hiện nổi bật thông qua lĩnh vực tham gia tranh tụng tại tòa án các cấp trong các vụ án hình sự, đất đai, thừa kế, lao động, kinh doanh thương mại. Cảm ơn luật sư Hiếu và khách mời của chúng ta ngày hôm nay đó chính là bạn Cảnh Luân. Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Cảnh Luân, hiện tại mình đang là giáo viên tiếng Anh và là một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Mình còn là một tác giả sách. Và bạn Hoàng Phi Hùng. Xin chào tất cả mọi người, mình là Hoàng Phi Hùng và hiện tại mình đang là một người sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Hai bạn ở đây đều là những người nổi tiếng, thì hai bạn có bao giờ mình lọt vào cái tình huống nào mà gọi là bạo lực học đường khi mình còn nhỏ chưa? Em bị khá nhiều. Ồ thế à? Hầu hết là em thường bị các bạn hay nói hay xúc phạm mình ấy. Là bị bạo lực về tinh thần. Và cũng có một số lần thì em cũng bị cuốn vào những cái cuộc ẩu đả. Em cũng đi đánh nhau luôn. Thì cũng bị cuốn vào, xong rồi em cũng đành chịu thôi. Đành chịu thôi. Thường thì em thắng hay em thua? Em thua chứ gì? Em thua chứ gì? Nếu như em thắng thì em sẽ rất là tự hào chứ. Chứ em không có tự hào, em thua chứ chị. Kiểu giọng rất tự hào đấy. Còn Lân thì sao? Em thì may mắn hơn là em không có trong cái trường hợp bị bạo lực học đường. Chỉ là em biết những cái trường hợp xung quanh mình thôi. Nhưng mà thường hồi đó em đi học em cũng hiền lắm. Là mình có bao giờ thấy người ta bị bạo lực cái mình cũng muốn nhào vô làm anh hùng giúp đỡ người ta không? Dạ không, thường vậy em sẽ chạy. Thường vậy em sẽ chạy. Ủa, dạ, chạy em nhát gan em chạy. Thì thấy là em có một đồng minh chạy rồi cái em rồi đó. Luật sư Khoa Nam là bất cứ chuyện gì xảy ra đừng dùng bạo lực, hãy chạy đi. Việc đầu tiên khi lâm vào cái tình cảnh nguy hiểm, mình phải bỏ chạy cái đó. Việc đầu tiên khi lâm vào cái tình cảnh nguy hiểm, mình phải bỏ chạy cái đó. Thực tế trong cuộc sống nó sẽ không có từ ai. Cái vấn đề mà bạo lực học đường này là một trong những cái vấn đề nhức nhối không chỉ riêng Việt Nam, mà nó đã tồn tại và hình thành ở tất cả những các nước, kể cả những nước phát triển. Và bản thân Nam là một trong những người trong cuộc luôn đó, từng bị bạo lực. Thì bạo lực học đường nó chia nhiều cấp độ. Như em vừa nói đó, là chúng ta bị bạo lực bằng lời nói. Có người họ bạo lực bằng vì sự cô lập. Có người nặng hơn thì bạo lực bằng chính cái việc mà chúng ta đang nghĩ đến là bằng tay chân hoặc là bằng những cái hung khí. Thì một cái chương trình của chúng ta trong ngày hôm nay thì anh nghĩ rất là cần thiết trong cái thời điểm bây giờ, vì nó đã quá nhức nhối rồi. Vậy còn luật sư Hiếu thì sao ạ? Anh có ý kiến nào về cái vấn đề này không? Thực sự về cái vấn nạn bạo lực học đường á, thì mình nghĩ bị tác động rất là nhiều cái yếu tố từ gia đình, xã hội và ngay cả trường học. Từ những cái nguyên nhân đó thì nó mới dẫn đến những cái vấn đề về bạo lực học đường. Cần phải có rất là nhiều cái giải pháp để mà cải thiện cái tình hình bạo lực học đường này. Thì bây giờ chương trình Diễn đàn Luật 360 xin phép được vào với cái tình huống đầu tiên của ngày hôm nay. Hà và Linh học lớp 10. Hà vừa bước qua sinh nhật 16 tuổi của mình, còn Linh vẫn chưa đến sinh nhật. Hai bạn có phát sinh mâu thuẫn trong quá trình chia sẻ tài liệu học tập. Trong một lần cãi vã tại trường, Hà đã dùng tay tát vào mặt Linh.
Linh tức giận và phản ứng lại bằng cách dùng tay đẩy Hà, khiến Hà bị ngã, đập đầu vào ghế đá. Tỷ lệ thương tật của Hà là dưới 11%. Theo bạn, hành vi của Linh trong tình huống này sẽ bị xử lý như thế nào? A. Linh chỉ bị phạt cảnh cáo do Linh chưa đủ 16 tuổi. B. Bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với hành vi của Linh. C. Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. D. Không bị xử phạt gì cả vì cả Hà và Linh đều có lỗi trong trường hợp này. 4 đáp án này, hai bạn khách mời của chúng ta sẽ chọn đáp án nào nè? Theo những gì em đọc được trên mạng thì em nghĩ là đáp án B. Tại vì bạn này chưa đủ 16 tuổi cho nên là em vẫn nghĩ là chưa thể là tội hình sự được. Thì em chọn đáp án nào? Dạ B. B là hai bạn đang trùng đáp với nhau. Theo cái hiểu biết của em là chỉ khi nào bạn trên 16 tuổi thì bạn mới bị tội hình sự. Dạ đúng rồi. Còn cái bạn mà đẩy á, thì là bạn chưa đủ 16. Cho nên em nghĩ là nếu như bạn chưa đủ 16 thì không có thể xem bạn là tội phạm được. Còn em thì em suy nghĩ là nếu như mà chỉ cảnh cáo trước trường thôi ấy, thì sẽ chẳng thấm ở đâu cả. Và theo em á, khi mà mình đánh vào cái vào phía gia đình á, thì đấy sẽ chính là cái gốc rễ để khiến cho bạn học sinh đấy nhận ra được, là dùng cả gia đình lẫn cả sự cảnh cáo để khiến cho bạn ấy hiểu ra. Cái chỗ Luân mới nói là 16 tuổi mới chịu trách nhiệm hình sự thì anh sẽ nói với em là sai, suy nghĩ sai nha. Là em là sai, suy nghĩ sai nha. Không phải là 16 tuổi mới chịu trách nhiệm hình sự đâu. Theo quy định của Điều 12 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017, cái độ tuổi mà chịu trách nhiệm hình sự từ đủ 14 tuổi về những cái tội mà rất nghiêm trọng với đặc biệt nghiêm trọng thì phải chịu trách nhiệm hình sự về những cái việc đó. Còn 16 tuổi trở lên là phải chịu toàn bộ về trách nhiệm hình sự của tất cả những cái tội phạm. Là phải chịu trách nhiệm như người trưởng thành. Nó lại khác chỗ này nha. Tức là 16 tuổi thì tất cả các tội phạm đều phải chịu. Nhưng khi mà lượng hình 3/4 trên khung, giống như trường hợp mà cách đây mười mấy năm, 12, 13 năm về trước á, vụ án khi bạn ấy đã trên 16 nhưng dưới 18, rơi vô một cái trường hợp là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, về khung hình phạt là có thể lên đến mức tử hình. Nhưng do anh ấy thời điểm đó vài ngày nữa mới 18. Đúng rồi, chưa đủ tuổi. Thì luật đã quy định như thế thì chúng ta phải áp dụng luật thôi. Đấy, cái vấn đề nó nằm chỗ đó. Là sẽ nhận 3/4 khung. Em có câu hỏi mà em nghĩ là có nhiều bạn khi mà đọc báo cũng sẽ có câu hỏi giống em, đó là cái tỷ lệ thương tật á, mình nghe con số 11% hay là 20 hay 30, em là người đọc em chưa hình dung được là nó như thế nào. Thì cái việc mà khi có thương tích xảy ra, những cái hệ thống y tế người ta sẽ lưu lại hồ sơ bệnh án. Tuy nhiên, cái cơ quan mà để giám định đó là Viện Khoa học Hình sự. Thì người ta sẽ có chức năng giám định. Nó sẽ có một cái nghị định, quy định về giám định. Ví dụ gãy xương thì bao nhiêu phần trăm, gãy tay, gãy chân hoặc là gãy răng, tác động vùng nào, tim, đầu, não hay là như thế nào đó, thì nó sẽ có một cái hệ thống giám định riêng. Cái mức độ 11% hay 30% thì đó là một cái mức độ để mà quy định. Tuy nhiên có nhiều trường hợp chưa tới 11%, nó chỉ còn gần 0,5% thôi, vẫn đủ cấu thành về hình sự, vẫn vi phạm về hình sự, chứ không phải nhất thiết là 11%. Ví dụ trong trường hợp dưới 11% nhưng sử dụng hung khí nguy hiểm, ví dụ giống như dao nè, cây nè, thực hiện hành vi đối với người phụ nữ có thai hoặc là người dưới 16 tuổi, cho dù 0,5% thôi thì vẫn bị xử lý về hình sự, chứ không phải là nhất thiết là phải 11%. Trong cái trường hợp này thì cái bạn mà bị đẩy ấy, là bạn đấy là bị bạn kia công kích trước xong mới tự vệ. Bởi vì là theo như những gì em nhớ và em đã từng đọc á, thì là có rất là nhiều những cái trường hợp mà bạn đó tự vệ nhưng cuối cùng là bạn tự vệ đấy lại là người bị phản. Thế nên là đấy là lý do vì sao em chọn phần B. Thì bây giờ em đang muốn biết xem là có phải là như thế không. Thì ở đây xin phép mời hai luật sư giúp bạn giải thích xem là tại sao mà tôi từ nạn nhân tôi thành kẻ có tội vậy. Ở trong cái trường hợp này thì Hà là cái người tác động trước đối với Linh. Tuy nhiên cái vấn đề Hà là một cái người có lỗi, nhưng những hành vi của Hà chưa gây thương tích cho Linh hoặc là gây nguy hiểm cho Linh, nên nó không phải thuộc vào cái trường hợp là phòng vệ chính đáng. Có nghĩa là khi người ta đánh em bằng tay thì em phải trả lời bằng tay, khi em cầm một cái hung khí lên là em vượt mức rồi, không còn công bằng nữa. Có đúng không luật sư Nam? Có thể hiểu nôm na là như thế. Tại vì đôi khi người ta quýnh mình bằng tay, mình chụp một cái hung khí lên nhưng mà mình không làm gì cả, tức là mình chụp lên mà mình tấn công lại thì nó có cái hành vi là vượt mức. Nhưng mà giờ mình chụp lên để mình thủ đằng trước thôi, nhưng mà người ta vẫn quýnh mình tiếp thì sao? Một vài cái tình huống như thế.
Dạ, vậy có nghĩa là câu trả lời đúng ở đây là câu nào ạ, hai luật sư? Ở đây á, hình phạt thì nó ghi rõ ràng này, là đáp án B là đúng. Trường hợp này với điều kiện là một trong hai bên gửi cái yêu cầu. À, phải có đơn yêu cầu. Đúng rồi, nếu bây giờ hai bên nó đập đầu xong rồi bắt đầu nó xin lỗi nhau, nó dắt nhau nó về thì coi như về luôn. Đa số là sẽ xin lỗi là xong chuyện đúng không ạ? Đúng. Mình phải lấy cái tình huống thực tiễn để mà mình giải quyết cái tình huống mình đưa ra. Cái tình huống này để em. Cái tình huống này để em. Không, nếu mà em là đại diện cho Hà, là cái người mà đã khơi mào tát người ta đó. Còn Lân, em đại diện cho Linh, là cái người bị tát xong tức quá xô té đập đầu người ta đó, thì hai em sao, có im giấu luôn không? Hay là hai em sẽ kiện nhau? Em sẽ kêu là thôi xin lỗi bạn, giấu đi. Thôi xin lỗi bạn, giấu đi. Chứ sợ, tại vì em nhiều khi còn bị... Rồi bạn Hà đập đầu vậy, bạn Hà sao? Bạn Hà có la làng lên không? Hay bạn Hà giấu thêm trong phụ bạn Linh? Nếu như em là Hà và em có về nói với bố mẹ không thì chắc chắn lại phải nói. Chắc chắn lại phải nói. Mọi người có ngoan. Không phải, đây là người bị người bị hại, người hại có quyền phải báo với bố mẹ. Đúng em không? Chắc chắn lại phải nói. Và tất nhiên là đánh em trước. Tất nhiên là đánh em trước. Đúng là thế. Luật nó đánh em trước mà, câu này được đó, lúc nào cũng nói câu đấy. Khi mà bị một cái tác động mà đến mức mà phải mang ra viện để ấy thì em nghĩ là chắc chắn là cũng sẽ không thể nào là nhẹ được, chắc chắn là cũng sẽ phải có chấn thương. Không giấu được đâu, có phải rách miếng mang đầu chảy miếng máu rồi. Thế nên là em nghĩ là chắc chắn là em sẽ nói. Bạn Linh thì sẽ phải chịu trách nhiệm là đóng tiền phạt, và bạn Hà có quyền phải thông báo với bố mẹ, đưa sự việc ra ngoài công khai với mọi người. Để cho mọi người đấy là bài học để còn suy nghĩ về sau này răng đe với nhau nữa, đúng rồi. Tại vì em thấy là cũng có rất là nhiều trường hợp mà các bạn kiểu vì là sợ đó. Thế nhưng mà em nghĩ là nếu như mà các bạn ở trong những cái trường hợp như thế thì các bạn phải nói chứ đừng kiểu là vì là nó dọa mình, nếu như mày nói là tao sẽ thế này thế kia, là nếu mà cứ thế mình im sẽ đến một lúc nào đấy các bạn sẽ cái tâm lý các bạn không chịu đựng được. Thì đến một cái lúc mà bạn không chịu đựng được ấy thì là mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Đúng rồi. Theo quy định của Điều 12 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 sửa đổi năm 2017, cái độ tuổi mà chịu trách nhiệm hình sự từ đủ 14 tuổi về những cái tội mà rất nghiêm trọng, với đặc biệt nghiêm trọng thì phải chịu trách nhiệm hình sự về những cái việc đó. Còn 16 tuổi trở lên là phải chịu toàn bộ về trách nhiệm hình sự của tất cả những cái tội phạm. Có nhiều trường hợp chưa tới 11%, nó chỉ còn gần 0,5% thôi vẫn đủ câu thành về hình sự. Có rất là nhiều những cái trường hợp mà bạn đó tự vệ nhưng cuối cùng là bạn tự vệ đấy lại là người bị phạt. Ở trong cái trường hợp này thì Hà là cái người tác động trước đối với Linh, nhưng những hành vi của Hà nó chưa gây thương tích cho Linh hoặc là gây nguy hiểm cho Linh, nên nó không phải thuộc vào cái trường hợp là phòng vệ chính đáng. Nếu như em là Hà và em có về nói với bố mẹ không thì chắc chắn lại phải nói chứ đừng kiểu là vì là nó dọa mình, nếu như mày nói là tao sẽ thế này thế kia, là nếu mà cứ thế mình im sẽ đến một lúc nào đấy các bạn sẽ cái tâm lý các bạn không chịu đựng được. Thì đến một cái lúc mà bạn không chịu đựng được ấy thì là mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Đúng rồi. Ok, bây giờ mình qua tình huống thứ hai đi. Nam 12 tuổi đi đánh cầu lông tại công viên, xô sát với Thành 14 tuổi. Nam bị Thành dùng chân đạp mạnh vào bụng và đấm bầm mắt. Nam khóc chạy về nhà và mách anh trai vừa đủ 16 tuổi. Trong lúc nóng giận, anh trai Nam bênh em nên đã dùng tay đấm vào mặt Thành, làm Thành bị sưng mặt, gãy răng. Gia đình Thành đã trình báo lên công an, xác định tỷ lệ thương tật của Thành là 10,5%. Trong trường hợp này, anh trai Nam sẽ bị xử lý như thế nào? A. Chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính vì hành vi gây thương tích cho Thành. B. Không bị xử lý do anh trai Nam chưa đủ 18 tuổi. C. Bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích và phải bồi thường thiệt hại cho gia đình Thành. D. Không bị xử lý hình sự do tỷ lệ thương tật chưa đủ 11%. Em nghe cái trường hợp này em thấy cũng quen đó. Thì đối với hai bạn, hai trong trường hợp này, hai bạn nghĩ sao? Em nghĩ là đáp án C sẽ là hợp lý nhất. Nhưng mà chưa đủ 11. Đúng rồi. Chưa đủ 11, có 10,5 thôi. Vậy thì em nghĩ là phạt hành chính. D đó. Tại vì em nghĩ cũng có một chi tiết nữa là em của anh nó bị đánh, mà bị đánh cũng rất là nặng luôn, bị đạp vô bụng. Cái khúc này hai bạn đã hơi xa nhau phải không hả luật sư Nam? Không xa đâu. Ồ vậy ạ. Anh đảm bảo là quan điểm trong câu hỏi này là luật sư Hiếu và luật sư Ham cũng sẽ phải tranh luận với nhau đó. Bây giờ xin mời luật sư Hiếu trước đi. Trong tình huống này, bên chỗ bạn Hùng chọn đáp án C là bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích và phải bồi thường thiệt hại cho gia đình của Thành
đó là gì, đáp án chính xác. Bởi vậy là tôi đoán ngay, tôi với anh Hiếu là sẽ phải bắt đầu quan điểm trong vấn đề anh, này. Anh cho em hỏi nha, em là một, ví dụ em là một người mẹ. Rồi. Ok, bọn nó đi đánh nhau thì trẻ con, mà con trai nó đánh nhau thì tất nhiên, mà đánh gãy có cái răng thôi à, thì đi gắn cái răng nó lại thôi, sao ở tù vậy anh? À, ở đây á, thì mình cũng giải thích á, là cái tỷ lệ thương tật của Thành là 10.5%, nó chưa đủ, cũng chưa đủ 1%. Tuy nhiên, Bộ luật Hình sự điều 134 tội cố ý gây thương tích, cho dù dưới 11% gây thiệt hại cho cái người bị hại á, là dưới 16 tuổi, là nạn nhân là người nhỏ, đúng rồi, thì vẫn phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật sư Hiếu đang dựa vào một cái luận điểm là nạn nhân đấy chưa được 16 tuổi, là anh đang gọi là đang tấn công trẻ em dưới vị thành niên, là nó nặng hơn rất là nhiều so với tấn công một người trưởng thành. Cái anh Hiếu anh áp dụng á là luật, mà luật nó là chết, mà luật nó là chết, luật là chết. Đúng rồi, luật điều khoản là chết, tại vì nó là những cái điều khoản được quy định trong sách, trong vở rồi. Chúng ta nếu là khinh một cái điều luật và dục thẳng vào xã hội thì chắc chắn là nó sẽ không có lập khuôn được như vậy đâu. Nó sẽ tùy tình huống, tùy hoàn cảnh và tùy vô cái đối tượng gây án nữa. Trong trường hợp này thì luật sư Khoa Nam đang phân vân giữa hai cái đáp án, là đáp án C và đáp án D. Nhưng nếu như là cho Nam bảo vệ đó, cho Nam là một luật sư đi bào chữa cho cái bạn gây án này nè, Nam sẽ có rất nhiều cái luận điểm, luận cứ để bảo vệ cho các bạn đó. Tại vì luật Nam cũng đã nói rồi, luật là một trong những cái phương pháp để nhà nước điều chỉnh các mối quan hệ xã hội. Bản chất nó là giáo dục một con người từ một cái người xấu thành một người tốt. Cái nguyên nhân để dẫn ra cái câu chuyện để biến một cái chàng trai trẻ từ một cái công dân bình thường vì binh em mình mà phải vướng vào lao lý, thì cái đây không phải là tính nhân văn của pháp luật. Ví dụ như gia đình này, thành khẩn nè, gia đình mà gây nạn đó, đến khắc phục hậu quả, bạn này cũng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hai bên gia đình bãi nại với nhau, hoặc là có một cái hình thức là cùng với nhau để khắc phục, để giáo dục cái chàng trai 15 tuổi mấy này nè thành một người tốt. Cái này là Nam nói, nó là thực tiễn của cuộc sống. Còn cái chỗ anh Hiếu nói, nó là điều luật. Đương nhiên luật là đúng rồi, Nam không có phản bác vấn đề anh Hiếu nói là đúng hay sai. Nhưng thực tiễn khi áp dụng một điều luật vào cuộc sống thì nó lại phải có một cái tính uyển chuyển, nó có một cái chút gì đó, nó phải mềm mại trong cái việc chúng ta vận dụng luật, thì đó mới đúng là xã hội. Em rất là hiểu là luật sư Hiếu và Hùng luôn. Ở đây người ta có một cái câu nói là nếu mà bạn nhân từ không đúng chỗ bạn là tội ác. Nếu mà bạn nhân từ không đúng chỗ bạn là tội ác. Ví dụ như nếu mình không xử phạt bạn đó một cách nghiêm khắc để răn đe thì có thể bạn sẽ còn làm những chuyện tệ hại hơn. Ngay tình huống này tôi có thể bảo vệ như sau. Cái việc mà cái bạn gây án này là bạn Hiếu đúng không? À, bạn Hiếu đánh gãy răng, xương mặt, tức là hành vi anh ta dùng tay không? Dạ đúng rồi. Anh ta không có dùng hung khí. Cái việc mà bạn tỷ lệ thương tật là 10.5%, tức là trong lúc nóng giận binh em mình, tại vì em mình còn nhỏ, 12 tuổi. Cái việc cái bạn Thành này đạp vào bụng, đó cũng là một hành vi nguy hiểm, nhưng chẳng qua là cái hành vi đó nó chưa gây thương tích thôi. Thì bây giờ nè, nếu như cái bạn Hiếu này mà khoảng 30 tuổi đi, thì cái việc mà trừng phạt thẳng tay thì nó bình thường. Nhưng đây là một chàng trai trẻ tuổi mới có trăng tròn thôi, 2 năm sau khi nó đi tù về, nó hoàn toàn không thể nào tốt hơn được. Nó sẽ trở thành một người xấu, trong khi bây giờ chúng ta còn giáo dục được. Thì đây nó là nhân văn của luật, chứ không phải là pháp luật là phạt tù là giáo dục ạ. Có một cái tỷ lệ đã nghiên cứu trong quá trình mà các nhà làm luật, người ta nói là cái tỷ lệ tái phạm nó rất là cao. Tại ví dụ như bây giờ 16 tuổi em ấy đang học lớp 10, tha thứ cho nó cái giai đoạn này, nó có thể nó bước qua, nó lướt qua cái tuổi ẩm ương, nó sẽ được học lên cao, nó trở thành một người tốt. Nhưng 2 năm giáo dưỡng hoặc là 1 năm tù bây giờ về này, hòa nhập cuộc sống, nó lại là một bài toán. Thì khi mà lâm vào hoặc là gây ra một cái án, gây ra một cái tội, thì chúng ta lúc nào cũng phải nghĩ là làm sao để đào tạo một con người đó, làm sao cho cái em đó nó sẽ tốt hơn trong tương lai, chứ không phải là tìm mọi cách để chúng ta trừng trị cái hành vi đó. Đương nhiên luật pháp nó cần phải có công minh, nó cần phải đặt rồi. Nhưng trong trường hợp xử lý đối với trẻ em, chúng ta phải cần có một cái sự sáng suốt và mềm mỏng để cho các em nó luôn luôn có một cái cơ hội thứ hai. Ở đây thì mình có một cái vài cái quan điểm hơi ngược với lại luật sư Nam. Thì mình cho rằng ở đây những nhà làm luật người ta đã lường trước rồi. Cái việc đầu tiên là vấn đề là đây là cái tội cố ý gây thương tích, nó nằm ở khoản 1, khởi tố theo yêu cầu bị hại. Nếu bị hại mà rút đơn tố cáo thì có nghĩa phải đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra, thì người ta cũng đã lường trước cái việc đó rồi. Vấn đề thứ hai là theo cái điều 91 Bộ luật Hình sự cũng có quy định về nguyên tắc xử lý đối với những người chưa thành niên phạm tội. Những nhà làm luật cũng đã dự trù những cái tội danh nào từ 14 tới dưới 16, từ 16 tới dưới 18
Vậy bây giờ cho em hỏi, bây giờ thực sự đã xong một cái phần thân chủ, Luân là đại diện cho cái bạn đi đánh người ta, Hùng là đại diện bị hại, thì ở đây em có nghĩ em muốn sao? Em nghĩ rằng là em nghe, sau khi nghe luật sư Nam phân tích xong thấy có thương tội nghiệp quá không? Lỡ mình đưa, mình đẩy nó vào con đường là không bao giờ quay đầu trở lại, là không hòa nhập được xã hội. Em nghĩ rằng em sẽ hành động như thế nào? Em còn tiếp tục chọn cái phương án là xử lý hình sự và phải bồi thường thiệt hại không? Hay là em đổi phương án, bây giờ cho em một cơ hội, đổi câu trả lời. Nếu như mà em là cái bạn mà bị thương tích nhiều hơn ý ạ, thì cái này cũng phải dựa vào bên phụ huynh nữa. Em cũng không phải là người gọi là muốn đẩy người khác vào chỗ chết. Tí nữa là ông đi trước người ta, ông đá vào bụng em người ta. Ôi, không nhỏ nữa. Lúc xưa đang nhờ người ta, hai đứa xô xát với nhau. Đây là rõ ràng đang thuyết phục người ta. Đang xin bãi nại đúng không? Con gái người ta đang sao? Tiếp đi em. Em nghĩ là gọi là đẹp nhất thì là sẽ gọi là xử phạt hành chính và tù treo bạn anh trai. Phạt hành chính mà còn tù treo. Treo là treo và chính là chính. Tức là bây giờ là em nói là khởi tố hình sự và cho hưởng án treo. Ý của em là vậy không? Vâng. Thế thì nó tàn nhẫn quá em ạ. Thật ra thì đối với em rằng là khởi tố hình sự mà ở tù thì mới tàn nhẫn, còn khởi tố hình sự mà treo như thế cũng có lẽ có lý. Không đâu Thảo nha, một con người khi còn trẻ mà dính cái án treo có nghĩa rằng cả một đời là hồ sơ nó sẽ có một cái vết hả? Một cái vết rất là xấu. Mọi cái vấn đề mà các bạn trẻ dưới 16 tuổi gây ra ở ngoài xã hội đó, do sự thiếu quan tâm chăm sóc của cha mẹ, thì cái cách mà chúng ta cũng như trong chương trình ngày hôm nay, thì Nam nghĩ là Nam muốn gửi gắm đến các bậc phụ huynh nhiều hơn, hãy quan tâm con em mình nhiều hơn, tránh những cái trường hợp đáng tiếc như cái tình huống vừa rồi chúng ta vừa trải qua. Bộ luật hình sự điều 134, tội cố ý gây thương tích, cho dù dưới 11% gây thiệt hại cho cái người bị hại á là dưới 16 tuổi thì vẫn phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cái việc mà cái bạn gây án này là bạn Hiếu đúng không? Bạn Hiếu đánh gãy răng, xương mặt, tức là hành vi anh ta dùng tay không, anh ta không có dùng hung khí. Cái việc mà bạn tỷ lệ thương tật là 10.5%, tức là trong lúc nóng giận binh em mình, tại vì em mình còn nhỏ, 12 tuổi. Cái việc cái bạn Thành này đạp vào bụng, đó cũng là một hành vi nguy hiểm, nhưng chẳng qua là cái hành vi đó nó chưa gây thương tích thôi. Đây là cái tội cố ý gây thương tích, nó nằm ở khoảng 1, khởi tố theo yêu cầu bị hại. Nếu bị hại mà rút đơn tố cáo thì có nghĩa phải đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra, thì người ta cũng đã lường trước cái việc đó rồi. Vấn đề thứ hai là theo cái điều 91 Bộ luật hình sự cũng có quy định về nguyên tắc xử lý đối với những người chưa thành niên phạm tội. Những cái tội danh nào từ 14 tới dưới 16, từ 16 tới dưới 18. Em nghĩ là gọi là đẹp nhất thì là sẽ gọi là xử phạt hành chính và tù treo bạn anh trai. Phạt hành chính mà còn tù treo. Treo là treo và chính là chính. Tức là bây giờ là em nói là khởi tố hình sự và cho hưởng án treo. Ý của em là vậy đúng không? Vâng. Thế thì nó tàn nhẫn quá em ạ. Mọi cái vấn đề mà các bạn trẻ dưới 16 tuổi gây ra ở ngoài xã hội đó, do sự thiếu quan tâm chăm sóc của cha mẹ, thì cái cách mà chúng ta cũng như trong chương trình ngày hôm nay, thì Nam nghĩ là Nam muốn gửi gắm đến các bậc phụ huynh nhiều hơn, hãy quan tâm con em mình nhiều hơn, tránh những cái trường hợp đáng tiếc. Bây giờ mình qua tình huống thứ 3. Mình sinh ngày 15 tháng 5 năm 2008, học sinh lớp 11. Nam sinh ngày 20 tháng 9 năm 2008, học sinh cùng lớp. Trong một lần, vì để bảo vệ cho một người bạn trong lớp đang bị mình bắt nạt, Nam đã dùng tay đánh vào mặt của mình. Mình tức giận đánh lại, hai bạn xảy ra xô xát. Trong lúc xô xát, mình đã dùng một cây dao dọc giấy có sẵn trên bàn chém vào tay Nam, gây thương tích nặng với tỷ lệ thương tật 15%. Ở tình huống này, mình có thể phải chịu những trách nhiệm gì và bồi thường cho Nam như thế nào? A. Bị xử phạt vi phạm hành chính và không phải bồi thường thiệt hại cho Nam. B. Chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích. C. Không bị xử lý và không phải chịu trách nhiệm bồi thường do mình chưa đủ 18 tuổi. D. Bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội cố ý gây thương tích và phải bồi thường thiệt hại cho mình theo quy định của Bộ luật dân sự. Theo hai bạn ở đây, Hùng và Luân nè, là hai em sẽ thấy câu đáp án nào là chính xác và phù hợp với cái hành vi này của bạn Minh? Này chắc em xin được trả lời theo cái mình suy nghĩ, tại vì về luật thì em không nắm. Cố ý gây thương tích cũng không đúng lắm, bởi vì trong lúc xô xát qua lại, có nghĩa là cái bạn mà dùng rao để đánh bạn kia thì bạn này cũng đang bị đánh, có nghĩa là hai bạn đang trong một cái cuộc cãi vã. Em nghĩ là bị xử phạt hành chính. Rồi Hùng thì sao? Em nghĩ là phù hợp nhất đối với em là phương án D ạ.
Tại vì là cái dao độc giấy nó là một cái công cụ có tính sát thương, để bảo vệ một bạn cùng lớp bị bạn cầm dao xô sát. Thì em thấy là cái tính hung hăng của bạn đấy cần phải trừng phạt như vậy. Công nhận là em rất là cứng rắn. Chúng ta đang có hai bên rất là hay ho ngày hôm nay. Hành vi này có tính chất côn đồ. Thì 15% này thì cơ bản là nhìn trong khung hình phạt là nó sẽ rơi vào khoảng 1. Là anh nói là nếu như mức án trong cái tội hình sự mà dưới 3 năm, người này có nhân thân tốt, chưa có phạm tội lần nào, thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả. Và đặc biệt nữa là có thêm một vài cái tình tiết mà nãy là chúng ta có nói đó à, thì cái tỷ lệ đoạn này được hưởng án treo nó cũng rất là cao nha. Ở đây á, là mình phải xác định được cái thời điểm gây án thì nó mới là đúng, mới chính xác. Minh sinh ngày 15 tháng 5 năm 2008. Tới thời điểm ngày hôm nay đi thì Minh đã đủ 16 rồi. Nếu mà cái hành vi đó mà nó thực hiện vào đúng cái ngày 15 tháng 5 năm 2008 thì Minh chưa đủ 16, Minh là 14. 14 thì không có phải bị xử lý về hình sự được nha. Cái độ tuổi để mà truy tố thì nó sẽ rất là quan trọng. Tại vì sao mình gọi là sử dụng từ đủ? Đó thì ví dụ ở đây luật nó có quy định trong trường hợp không có ngày, chỉ có tháng không thôi, thì người ta chỉ tính là cái thời điểm là cuối tháng. Còn trong trường hợp ghi năm thì người ta phải tính là cuối năm. Gọi là có lợi cho cái người đó. Vậy thì trong trường hợp này là mình sẽ rất là khó khăn để xác định được. Tại vì là không có biết hành vi này xảy ra khi nào, lúc các bạn đã đủ 14 hay chưa, hay là như thế nào. Mình sẽ đặt hai giả thuyết đi. Nếu mà hai giả thuyết thì chưa đủ 14 tuổi thì không có trách nhiệm hình sự, không có treo triết gì cả. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình đặt giả thuyết là bạn ấy đã đủ 16 và dưới 18 đi. Đấy. Thì đó, trong trường hợp này thì đáp án mà nó phù hợp nhất là đáp án của Hùng á, D đó. Cái hành vi của Minh nó đã cấu thành phạm tội rồi, nó đầy đủ các cái yếu tố khách quan, chủ quan, cho nên là trường hợp này sẽ phải khởi tố hình sự đối với cái hành vi của Minh. Ok, bây giờ mình sẽ có một tình huống mà nó ra ngoài một chút xíu, là ví dụ như Hùng nó hẹn đánh nhau với bạn, mà đi mình thì nó hơi sợ, rủ lưng đi theo, vì bạn bắt xe máy chở Hùng đi đánh, mà đến nơi Hùng nhào vô đánh Luân đứng xem, thì khi mà có chuyện xảy ra thì Luân có phải chịu trách nhiệm chung với Hùng không ạ? Em nghĩ là có. Là em chở đi đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi nếu em không chở đi, mẹ ngồi sau lưng xe chở xe thôi, Hùng nó chở luôn thì sao? Là vẫn có luôn. Bởi vì em đi với tâm thế là mình biết là bạn này đi để đánh nhau mà. Đi cùng là chết rồi. Đi cùng là chết. Thực sự á, trong cái mối quan hệ về đồng phạm á, trong cái tội cố ý gây thương tích á, thì cái hành vì chở đi, cái hành vì hồi nãy tại vì em nói rồi, tao bị thằng kia nghiếp, mày đi theo, tức là nó mang tính chất cổ vũ về tinh thần rồi. Thì cho dù cái bạn đó chở hay ngồi đằng sau, nhưng có đi theo á, nó có thêm một tình tiết tăng nặng luôn á, chứ không tăng phải nặng là... hả? Có tổ chức á. Có tổ chức. Thấy chưa? Tội phạm có tổ chức. Em ở rồi. Từ hai người có bị miền trời chua đất gì ở đây mà. Ví dụ như vậy nè, ví dụ như vậy thì có thể các bạn sẽ thoát rồi. Luân nó đang ngồi trong quán cà phê. Em chạy từ xa tới ngửi nghịch, ra đi công chuyện với tao miết. Thì Luân không biết gì, cầm ba lô đi theo ra làm sao, ngồi sau lưng im ru luôn. Thì Hùng chở đến cái điểm đó, vô tình gặp ngay cái thằng mà mình đang ghét, là đang găm rồi. Chống xe cái kịch là nhảy vô quất liền. Thì lúc đó nếu chứng minh được rằng là từ đầu cho tới khi thực hiện hành vi, Luân hoàn toàn không biết gì hết, đó, thì coi như là có thể là sẽ thoát. Còn nếu như mà xác định được rằng là có, ê mày, tao đi bính nhau mày đi theo trợ uy cho tao là dính liền đó. Luật sư Hiếu thì sao ạ? Mình cũng có đồng quan điểm với bên chỗ luật sư Nam. Nhưng về những cái hành vi ví dụ giống như là đồng phạm ở đây á, thì thường thường nó sẽ có hai cái tội danh nó hay gặp phải. Đó, một là tội cố ý gây thương tích, hai là tội gây rối trật tự công cộng. Tham gia vô nè thì nó là tội cố ý gây thương tích. Còn trong trường hợp mà mình không cho tham gia gì hết thì nó lại tội gây rối trật tự công cộng. À, là cái nào cũng có tội hết. Cứ đi theo là có tội. Đúng rồi. Hai cái khung đó nó cũng ngang nhau về tội luôn. Mình hiểu rõ, mình biết được cái việc đó là mình đi là bị. Ở đây á, là mình phải xác định được cái thời điểm gây án thì nó mới là đúng, mới chính xác. Minh sinh ngày 15 tháng 5 năm 2008. Tới thời điểm ngày hôm nay đi thì Minh đã đủ 16 rồi. Nếu mà cái hành vi đó mà nó thực hiện vào đúng cái ngày 15 tháng 5 năm 2008 thì Minh chưa đủ 16, Minh là 14. 14 thì không có phải bị xử lý về hình sự được nha. Hùng nó hẹn đánh nhau với bạn, mà đi mình thì nó hơi sợ, rủ Luân đi theo, vì bạn bắt xe máy chở Hùng đi đánh. Thì Luân có phải chịu trách nhiệm chung với Hùng không ạ? Đi cùng là chết.
trong cái mối quan hệ về đồng phạm á, trong cái tội cố ý gây thương tích á, thì cái hành vi chở đi, cái hành vi nãy tại vì em nói rồi, tao bị thằng kia ăn hiếp, mày đi theo, tức là nó mang tính chất cổ vũ về tinh thần rồi. Thì cho dù cái bạn đó chở hay ngồi đằng sau, nhưng có đi theo á, nó có thêm một tình tiết tăng nặng luôn á, chứ không tăng phải nặng là... hả? Ừ, có tổ chức á. Ở đây á, thì thường thường nó sẽ có hai cái tội danh mà hay gặp phải. Đó, một là tội cố ý gây thương tích, hai là tội gây rối trật tự công cộng. À, tham gia vô nè thì nó là tội cố ý gây thương tích, còn trong trường hợp mà mình không cho tham gia gì hết thì nó là tội gây rối trật tự công cộng. À, là cái nào có tội hết, mình hiểu rõ, mình biết được cái việc đó là mình đi là bị. Hai luật sư có thể cho các bạn khán giả một cái lời khuyên về cái việc này được không? Thì dưới góc độ là một người làm pháp lý, là một luật sư, thì Nam cũng chỉ mong rằng là các gia đình hãy quan tâm và yêu thương con mình nhiều hơn, đặc biệt là sâu sát hơn trong quá trình các con đi học. Và cũng như là chỗ luật sư Hiếu này cũng có nói đó, là nhà trường là cái nôi để mà đào tạo ra những nhân tài, thì cũng nên có những cái biện pháp để theo dõi các em nó sâu sát hơn, là về quan điểm của luật sư Nam trong vấn đề này. Còn luật sư Hiếu ạ? Thì ở đây mình cũng thấy là xã hội cũng hiện tại bây giờ cũng đang có rất là nhiều cái chương trình về cái vấn đề bạo lực học đường, cũng như các tổ chức xã hội nghề nghiệp như luật sư hoặc là tòa án hoặc là công an, người ta cũng có những cái buổi tuyên truyền để mà khắc phục cái việc đó. Ở đây có thêm một cái khía cạnh là bạo lực về tinh thần này nha, thì nó không phải là chỉ riêng mỗi bạo lực về cái vấn đề về thể xác. Thực sự mình có một cái vụ án mà mình giờ tới giờ mình vẫn bị ám ảnh, là người con đang học với cha buổi tối, rồi xong người con mới nhảy xuống. Thực sự rất là đau lòng. Thì thực sự nếu mà mình đặt mình vào trong trường hợp như vậy thì mình cũng không biết là xử lý sao luôn, xử lý như thế nào. Và mình tất cả mọi cái là người cha, ba mẹ, người làm cha làm mẹ là muốn tốt cho con. Rõ ràng là người cha đó họ không nghĩ rằng họ đang bạo lực tinh thần con. Đúng, của họ. Chính xác. Các bạn trẻ, bạn rất là nhạy cảm. Đúng. Bạn rất là dễ tổn thương. Đúng. Cái kiểu mà thương mới chửi, thương mới re, thương mới dằn vặt bằng tinh thần, con thương mới đánh cho đấy. Thì em nghĩ cái thương nó hơi sai với thời điểm hiện tại, đúng, đúng không ạ? Thời đại này là sai rồi. Đúng rồi. Thời đại này là thương phải thật sự là... Ok, bây giờ xin phép xin lời khuyên, lời rút kết của hai vị khách mời ngày hôm nay để gửi đến quý vị khán giả nha. Gửi đến các anh chị phụ huynh và các bạn trẻ nữa, thì mình chỉ có hai câu như thế này thôi. Thứ nhất là thì chọn bạn mà chơi. Và có một câu nữa, và câu này thì dành cho cả người lớn lẫn trẻ em luôn, là chưa đánh người thì mặt đỏ như vàng, đánh người rồi thì mặt vàng như nghệ. Đó, chỉ có hai câu đấy thôi. Cho đến một cái giây phút, đấy cũng là một cái câu mà mẹ em luôn luôn nói với em khi em ở nhà, bởi vì em cũng là một đứa khá là cục tính. Thay vì là em gây gổ lại các bạn ấy thì em sẽ luôn luôn chọn cách là tránh né, tại vì là tránh voi thì chẳng xấu mặt nào cả. Đúng không ạ? Ok rồi, Lân. Em thì em muốn đưa ra lời khuyên theo góc nhìn của em hồi đó. Ừ. Tại vì khi mà em 14, 15, 16 tuổi em sẽ có hai vấn đề chính. Thứ nhất là em không biết được cái hậu quả của việc mình làm. Ví dụ như trong buổi hôm nay em nghe rất là nhiều cái tình huống thì em mới biết được nó có thể nghiêm trọng đến mức là mình có thể bị khởi tố hình sự. Nhưng mà em ở độ tuổi đó em không hình dung được là cái việc mình làm sẽ bị khởi tố hình sự. Và em cũng chắc chắn luôn là bạn học của mình á, xung quanh em cũng chứng kiến các bạn gây gổ và gây thương tích cho nhau, các bạn cũng không biết được điều đó. Thì nếu như chúng ta có cách nào đó để chúng ta răn đe các bạn biết rõ hơn về cái hậu quả của cái hành vi của mình á, thì em nghĩ là cái việc đó nó sẽ giảm bớt rất là nhiều. Và thứ hai nữa, cái vấn đề của em hồi đó luôn là mình không biết nói cho ai. Đến độ tuổi đó thì em không biết tại sao, nhưng mà hầu hết các bạn không có còn tâm sự với bố mẹ nữa. Ở một số trường thì em có thấy luôn là giống như là sẽ có một chuyên viên về tâm lý chẳng hạn, nơi mà các bạn học sinh có thể an tâm là những gì họ tâm sự với chuyên viên sẽ không được kể cho bố mẹ. Thì nếu như mà em hay là các bạn cảm thấy đủ an toàn và đủ chia sẻ thì có những vấn đề gì đó em có thể dễ dàng được giải quyết hơn. Chốt lại chương trình ngày hôm nay thì gửi đến với vị phụ huynh, thứ nhất á, là nếu như con mình là một trong những người hay bị bắt nạt thì phải dạy con mình cách để bảo vệ bản thân. Tại vì khi mà mình bức hiếp quá, mình đau khổ quá, mình đau đớn, mình lại bật lại, rất là nhiều cái trường hợp xô xát mà nó hậu quả khôn lường xảy ra. Còn nếu mà con mình là người đi ức hiếp người khác thì cập nhật nó cho con mình biết được rằng là những cái chuyện mà con thấy đơn giản đó, đánh một cái, đánh hai cái hay là kéo tụ họp băng nhóm đánh nhau đó, hậu quả rất là nghiêm trọng đó nha. Chương trình ngày hôm nay kết thúc rất là hay và cảm ơn luật sư Nam, cảm ơn luật sư Hiếu, cảm ơn Hùng, cảm ơn Luân. Các bạn đã tham gia vô cùng nhiệt tình và đặt mình vào từng tình huống một để gửi đến cho khán giả những cái câu trả lời, những cái kiến thức rất là mới. Diễn đàn luật 360 độ được đồng hành bởi công ty luật YBS.
và diễn đàn luật 360 độ xin phép được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.